Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sela. Chương trình tối nay thứ hai ngày 29 tháng 11, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với WHO. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021. Các địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Huyện Mai Sơn tập trung phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Bây giờ là nội dung chi tiết tối ngày 28 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới WHO và có buổi làm việc với Tổng giám đốc WHO. Nhân dịp này, Chủ tịch nước tuyên bố Việt Nam sẽ đóng góp tự nguyện thêm 500.000 đô la Mỹ cho COVAX, nâng tổng mức đóng góp tự nguyện của Việt Nam cho COVAX lên 1 triệu đô la Mỹ. Đề nghị chương trình COVAX tiếp tục phân bổ và điều chuyển vaccine tới Việt Nam càng nhanh và càng nhiều càng tốt, ưu tiên vaccine cho trẻ em. Mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để Việt Nam trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine MRNA, là nơi sản xuất vaccine cho khu vực Tây Thái Bình Dương đề nghị WHO hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine Nanocovax của Việt Nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của WHO. Tổng giám đốc WHO bày tỏ ấn tượng trước những quyết tâm, nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội là bài học kinh nghiệm quý báu cho cộng đồng quốc tế. Giám đốc Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Seth Berkley và giám đốc điều hành chương trình COVAX Aurelia Nguyễn khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ cung cấp vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể. Tổng giám đốc WHO ủng hộ ý tưởng biến Việt Nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine, sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do Việt Nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của WHO. Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước sẵn sàng có thông điệp nhân ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh vào ngày 27 tháng 12 năm nay, theo sáng kiến của Việt Nam. Ủng hộ đề nghị của Chủ tịch nước về việc tạo cơ hội để có thêm người Việt Nam làm việc tại WHO. Sáng ngày 29 tháng 11 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc tiếp công dân định kỳ của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tháng 11. Tại cuộc làm việc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị của công dân Nguyễn Công Phú ở tổ 20 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn về việc đề nghị giám định lại thương tật để hưởng trợ cấp thương binh. Kiến nghị của công dân đã được các cơ quan chuyên môn tiếp thu và giải trình làm rõ, theo đó sở lao động thương binh và xã hội trả lời làm rõ về hồ sơ hưởng chế độ thương binh của ông nguyễn công phú trong đó làm rõ các nội dung về điều kiện giám định lại thương tật điều kiện giám định lại vết thương còn sót vết thương cũ tái phát bộ chỉ huy quân sự tỉnh trả lời làm rõ về nội dung chế độ chính sách đối với thương binh liệt sĩ các cơ quan chuyên môn giải đáp những thắc mắc kiến nghị của công dân về công tác giám định chế độ hưởng chính sách dành cho thương binh liệt sĩ những người có công với cách mạng đối với trường hợp của ông nguyễn công phú Trân trọng cảm ơn những đóng góp của ông Nguyễn Công Phú với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Hoàng Thị Đôi, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trân trọng tiếp thu kiến nghị của công dân, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ, giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Hướng tới Đại hội đại biểu Hội cựu thanh niên sung phong tỉnh Sơn La lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 29 tháng 11, Hội cựu thanh niên sung phong phối hợp với tỉnh đoàn Sela tiến hành dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thanh niên sung phong tại khu di tích lịch sử ngã ba cò nòi, huyện Mai Sơn. Tại chương trình, các đại biểu cựu thanh niên sung phong và các đoàn viên thanh niên đã kính dâng những nén hương hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc với thế hệ những người đồng chí, đồng đội, những người anh hùng của dân tộc đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng chọn đời mình cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân ngày hôm nay. Trước anh Linh, các anh hùng liệt sĩ, thanh niên sung phong, ngã ba cò nòi, Hội cựu thanh niên sung phong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên sung phong Việt Nam, ra sức thi đua thực hiện tốt các chương trình hoạt động của địa phương, trong đó chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội, quan tâm giải quyết các vấn đề chính sách và đền ơn đáp nghĩa, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống thanh niên sung phong cho thế hệ trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước giao, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Đại hội đại biểu Hội cựu thanh niên sung phong lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Với việc phát hiện hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Trường En, huyện Sông Mã, ngày 29 tháng 11, Thường trực huyện ủy Sông Mã đã có cuộc họp với Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện để nắm tình hình và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Ngay sau khi phát hiện thêm hai trường hợp dương tính vào ngày 28 và 29 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp đến xã Trường An để nắm tình hình, kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Sông Mã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tổ chức truy vết các F liên quan, thực hiện phun khử khuẩn, lập chốt phong tỏa 20 hộ dân tại bản Lưng, 16 hộ tại bản Ten, xã Trường An, qua truy vết, tính đến 7 giờ sáng ngày 29 tháng 11, có 74 F1, 123 F2. Hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều trú tại bản lưng xã Triển An, là công nhân tại tỉnh Quảng Ninh về địa phương ngày 16-17 tháng 11 năm 2021. Cả hai trường hợp đều thực hiện cách ly tại khu vực lán cách ly của bản lưng xã Triển An. Hiện huyện Sông Mã đang tiếp tục thực hiện việc truy vết các F, quản lý tốt các trường hợp F1, F2 lên phương án hậu cần, quản lý các khu phong tỏa, tích cực triển khai nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại các xã, ưu tiên hai khu phong tỏa, chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc các xã Bú Bẩu, Bó Sinh, Triềng En, Mường Lầm, Yên Hưng, Triềng Sơ, Nà Nghịu, Nậm Ti, Triềng Phung cho học sinh nghỉ học từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Ngày 29 tháng 11, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Mường La đã tổ chức họp triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số khó khăn vướng mắt trong thực hiện nhiệm vụ như việc di chuyển đến địa điểm tiêm xa, thời tiết không thuận lợi với các bản vùng cao, cung cấp dụng cụ test nhanh tại các khu cách ly xã thị trấn. Trong thời gian tới, huyện Mường La tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo các chốt trực 24 trên 24 tại các địa bàn giáp danh huyện khác như Nậm Dôn, Trình Lao, Mường Trùm, Ngọc Chiến. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua thì hàng nghìn lao động từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã chọn giải pháp trở về địa phương. Nhiều lao động thì cũng mong muốn tìm việc làm ổn định đời sống tại quê nhà. Và bài toán an sinh xã hội việc làm cho lao động trở về đang được các địa phương từng bước tháo gỡ. Phóng sự được thực hiện tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Địa phương có gần 8.000 lao động trở về địa phương từ đợt bùng dịch lần thứ tư đến nay. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung và cách ly tại nhà, vợ chồng chị Lò Thị Loan vừa chút bỏ được những lo lắng về dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương, thì nay lại phải đối mặt với bao khó khăn về cuộc sống. Bởi gần 6 tháng làm việc tại Bình Dương, anh chị mất hơn 1 tháng nằm điều trị COVID-19. Cũng do dịch bệnh, doanh nghiệp gặp khó khăn nên đồng lương anh chị nhận được chẳng đáng là bao. Bây giờ trở về nhà đã vào mùa đông, đất canh tác dốc, không thể trồng ngô, trồng sắn. Lo cho 6 miệng ăn hàng ngày trở nên khó khăn hơn bao giờ hết lúc vào thì tháng đầu thì rất là khó khăn thì bảo là ông bà ở trên nhà gửi tiền xuống để để hỗ trợ tiền ăn lấy tiền phòng trọ bây giờ tháng thứ hai xuống là bất bất hợp mấy ổn định xong là bọn em làm đến đến tháng 8 ngày mùng năm tháng 8 là bắt đầu nghỉ còn đến nghỉ, nghỉ 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 hẳn công đi luôn không làm đến tháng 9 là bị bệnh thế là phải đi cách ly các đi cũng đi 14 ngày. Địa hình chủ yếu đồi núi dốc, thường xuyên mưa lũ, sói mòn, đất canh tác bạc màu. Vài năm trở lại đây, hàng nghìn lao động tại các xã truyền bản huyện Mường La đã rời quê hương đi lao động tại các doanh nghiệp trong miền Nam và miền Bắc. Trở về địa phương do doanh nghiệp đóng cửa, phòng chống dịch, nhiều lao động đang hàng ngày mong ngóng dịch bệnh sớm được kiểm soát, quay trở lại làm việc. Gia đình có hai, ba lao động, nhưng là cả ba người cũng đi làm ăn xa, thì do uh, điều kiện khó khăn gia đình, đợt uh, là uh, cũng không đủ ăn, làm kinh tế cũng hẹp hỏi. đợt này thì, để, bệnh covid này thì xin phép nó về nhà, xong là uh, hết bệnh thì mình phải đi làm tiếp. Để giúp cho lao động đi lao động ngoài tỉnh phải trở về địa phương do dịch bệnh, các cấp chính quyền địa phương nơi đây đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các lao động tăng gia sản xuất cây trồng vụ đông, chăn nuôi gia súc gia cầm đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân tiếp tục đi lao động sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Những lao động nông thôn thì chúng ta vận động nhân dân là tăng gia sản xuất là ví dụ như là trồng cây vụ đông, cây gối vụ, hay như là rau màu các loại, còn những một số lao động như là khi nông nghiệp thì về cũng trở về là, là dịch, kinh doanh dịch vụ hoặc là tham gia sản xuất là, là các dịch vụ ngành nghề khác. Ngay từ đầu năm thì Ủy ban huyện cũng đã xây dựng cái đề án phát triển nông nghiệp cũng như là lâm nghiệp. Trong đó thì cũng đã xác định các cái đối tượng bà con đi làm ăn xa mà hiện nay diện tích đất đang để không thì huyện cũng đã thứ nhất là đối với diện tích đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất thì cũng đã tuyên truyền vận động bà con là trồng rừng phân tán để tạo cái thu nhập sau khi bà con đi công đi làm ăn xa 5 đến 10 năm thì về thì có được cái diện tích rừng để thực hiện cái việc khai thác và đối với cái diện tích uh, trồng cây ăn quả thì cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn là hỗ trợ để chăm sóc cái vườn cây mà khi bà con đi làm ăn xa. Thế còn đối với diện tích mà trồng cây hàng năm thì huyện cũng sẽ, uh, sẽ tập trung để có chỉ đạo các xã thị trấn để có cái hỗ trợ và hướng dẫn bà con trong việc uh, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2021-2022. Theo thống kê, toàn tỉnh Sơn La số lao động địa phương ra tỉnh ngoài làm thuê là hơn 110.000 người. Hiện hơn một nửa số này đã trở về địa phương sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua giả soát, có 4.932 lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang ở lại các tỉnh có diễn biến dịch phức tạp, chưa trở về địa phương. Để tháo gỡ khó khăn cùng người lao động, tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định hỗ trợ lao động địa phương hiện đang mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lao động sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng. Đến nay đã có trên 1.700 lao động được hỗ trợ với tổng số tiền trên 1 tỷ 200 triệu đồng. Hiện nay, việc hỗ trợ cho người lao động trong và ngoài tỉnh vẫn đang được tích cực triển khai. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững, thời gian qua thì tỉnh Sơn La đã luôn quan tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị hàng hóa xuất khẩu. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La đang hỗ trợ duy trì phát triển 210 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản thủy sản an toàn với trên 10.660 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn tương tự. Toàn tỉnh đã được cấp 220 mã số vùng trồng với diện tích trên 4.847 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu và 33 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Đến nay có 24 sản phẩm mang địa danh của tỉnh Sơn La được cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ gồm 3 sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý, 18 sản phẩm chứng nhận nhãn hiệu, 3 sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Việc chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được cấp mã số vùng trồng đã góp phần tạo thương hiệu, giá trị sản phẩm nông sản của tỉnh. Năm 2021, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu nông sản toàn tỉnh ước đạt 111,926 triệu đô la Mỹ, tăng trên 26,8% so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm quả ước đạt 23.151 tấn giá trị 23,474 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu nông sản chế biến và nông sản khác ước đạt 87,28 tấn, giá trị 88,452 triệu đô la Mỹ. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục ra soát, đánh giá tình hình sản xuất các loại nông sản chính trên địa bàn toàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, duy trì phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn trên địa bàn dự báo những khó khăn vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp để xây dựng kịch bản điều chỉnh các phương án về sản xuất, đặc biệt là các phương án về tiêu thụ nông sản cho người dân để thích ứng trong điều kiện Covid-19. Với tiềm năng lợi thế của địa phương, huyện Mai Sơn đã và đang tập trung chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện định hướng của huyện về phát triển ngành chế biến rau quả hiệu quả, an toàn và bền vững, đáp ứng yêu cầu sản xuất vùng nguyên liệu rau quả phục vụ cho công tác chế biến với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người nông dân thông qua việc chuyển đổi cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, huyện Mai Sơn đã phối hợp với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao triển khai 5 loại cây trồng chủ đạo gồm chanh leo, dứa, ngô ngọt, đậu tương rau và rau chân vịt phục vụ vùng nguyên liệu theo chuỗi liên kết, cung cấp nguyên liệu cho trung tâm chế biến rau quả đối với cô Sơn La. để phát triển cái vùng nguyên liệu cho trung tâm chế biến rau quả đối với cô tại huyện Mai Sơn thì ủy ban huyện cũng đã ban hành cái kế hoạch để triển khai thực hiện và trong thời gian qua thì đối với những cái cây trồng mà xác định là trọng điểm để phát triển trên địa bàn thì trong đó có, cái cây dứa thì huyện Mai Sơn cũng đã phối hợp với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao trồng khảo nghiệm hơn 14 ha tại hai xã là Trường Sung và xã Hát Lót và qua một thời gian trồng khảo nghiệm thì đến nay thì cây dứa sinh trưởng phát triển rất là tốt và có thể khẳng định là nó phù hợp với điều kiện đất đai cũng như khí hậu của huyện Mai Sơn. Ngay sau khi công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao khởi công trung tâm chế biến rau quả đối với cô Sơn La, cấp ủy chính quyền huyện Mai Sơn cũng đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện có hiệu quả. Huyện đã chỉ đạo các phòng ban chức năng, các xã thị trấn, các công ty, hợp tác xã tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký và ký hợp đồng trồng các loại cây phục vụ cho nhà máy chế biến. Năm nay hợp tác xã cũng đã trồng thử nghiệm 4,7 hectare cây dứa ở bản Phi Trai xã Lót thì hiện tại thì cũng thấy là dứa cơ bản là phát triển tốt. Đấy và cái giá mà công ty đưa ra ấy là 4.600 đồng cho 1 kg dứa. So với những cái cây ăn quả khác, đó là cây dứa là nó không sợ mất mùa và cái đầu ra nó ổn định. Đến nay huyện Mai Sơn đã triển khai thực hiện trồng được gần 380 ha, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong đó gần 14 hecta dứa hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. 92 hecta đậu tương rau, năng suất bình quân đạt gần 10 tấn 1 hecta, 144 hecta chanh leo, 130 hecta ngô ngọt đã cho thu hoạch. Đây là những loại cây đã được khảo nghiệm trên địa bàn huyện, cho năng suất chất lượng rất cao. Nếu mà so sánh giữa sản xuất ngô giống với ngô ngọt thì chênh nhau không nhiều, chênh nhau không nhiều. Bởi vì là cái ngô ngọt thì chúng ta có thể sản xuất là hai vụ, cho nên là cái đây cũng chính là cái động cái động lực để cho cái bà con nông dân là rất là mong muốn hợp tác với cái công ty và cũng là trên cơ sở đó để hai công ty hợp tác với nhau. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2022, huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục phát triển tổng diện tích cây trồng, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ nguyên liệu cho trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao lên 3.700 ha với sản lượng đạt khoảng 60.000 tấn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Huyện Phú Yên tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai tại các xã vùng cao. Trận tuyến kép trên tuyến biên giới Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thực trạng tranh chấp đất đai liên quan đến việc điều chỉnh địa giới, mốc giới hành chính tại các xã, các bản trên địa bàn huyện Phú Yên đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt hơn là tình trạng chủ yếu xảy ra ở các bản vùng cao, nơi tập trung sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, tiềm mẩn nhiều nguy cơ phức tạp khác. Bản suối vạch xã Kim Bon huyện Phú Yên, nơi sinh sống của 201 hộ, 1117 khẩu với 100% là người đồng bào dân tộc Mông. Bắt đầu từ năm 2017, cuộc sống yên bình của người dân nơi đây bị xáo trộn Người dân không yên tâm lao động sản xuất do tình trạng tranh chấp đất sản xuất với người dân của bốn bản gồm Bưa Đa, Bó Mí, Đá Phổ và Bãi Con, xã Bắc Phong. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Phủ Yên đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết rứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai kéo dài. Một trong số đó là chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu miễn phí đối với đất nông nghiệp cho các hộ dân. Huyện Phủ Yên đã đưa ra nhiều giải pháp như đối thoại hòa giải trực tiếp giữa các hộ các bản, tuyên truyền vận động tới các hộ gia đình. Từ đó, nhận thức của nhiều hộ dân ở bản suối vạch xã Kim Bon đã có sự chuyển biến rõ rệt. Ngày 16 tháng 6 năm 2021, 16 hộ gia đình đầu tiên của bản suối vạch đã được trao miễn phí giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Hiện tại, đợt 2 này đã làm hồ sơ là 76 giấy. thì Tổng cộng cả hai đợt là đã cấp được đủ 92 giấy cho bà con. Thì việc này có ý nghĩa rằng là để tuyên truyền để cho bà con biết nắm được là quyền lợi, cái nghĩa vụ của người dân và để tránh cái tình trạng là người ta đã có bìa đỏ rồi có danh giới vị trí rõ ràng rồi thì không còn lấn chiếm ở các vị trí khác nữa. Mặc dù phải chờ đợi thời gian gần 6 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài trên địa bàn, ngày 23 tháng 11 năm 2021, ông Phàng A Cháy ở bản suối vạch xã Kim Bon cũng như 76 hộ dân còn lại của bản mới được cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp với tâm trạng rất phấn khởi và yên tâm do thiếu đất nông nghiệp nên phát sinh mâu thuẫn tranh chấp đất đai đến giờ được các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện cấp cho sổ đỏ à, đại diện cho các hộ gia đình xin được cảm ơn các cấp các ngành chúng tôi không phải lo lắng về đất đai sản xuất nữa từ nay về sau quán triệt tới bà con cấp đất ở đâu thì canh tác ở đó đầu tư canh tác ổn định lâu dài và không tranh chấp đất đai nữa có vấn đề gì phát sinh chúng tôi sẽ thông báo trao đổi với xã với huyện <laughs> được sự quan tâm của cấp ủy đảng, hai xã và ủy ban nhân dân huyện và tổ hòa giải tranh chấp đất đai của ủy ban nhân dân huyện hiện tại cơ bản đã giải quyết xong các vụ tranh chấp và nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt này cho chúng tôi giúp các hộ dân chúng tôi yên tâm lao động sản xuất trên mảnh đất mình được cấp trên cơ sở tuân thủ thực hiện quyết định hòa giải của ủy ban nhân dân huyện là chủ trương đúng và chúng phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của người dân nhận thức về tầm quan trọng của đất sản xuất cũng như việc chia sẻ quỹ đất của mình cho những hộ không có đất sản xuất hoặc ít đất sản xuất được người dân hiểu và tích cực thực hiện đã mang lại sự chuyển biến từ đó tạo sự ổn định về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội từng bước giúp thêm nhiều hộ dân vùng cao có cuộc sống ổn định yên tâm lao động sản xuất Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ sáng tạo do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, thời gian qua tỉnh Đoàn Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sâu rộng thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Để thúc đẩy phong trào tuổi trẻ sáng tạo, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm khuyến khích đoàn viên thanh niên đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối tác phong làm việc, đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các chương trình đề án, dự án gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh. Đến nay toàn tỉnh có trên 13.800 ý tưởng sáng kiến được đăng tải trên cổng ngân hàng ý tưởng sáng tạo. Từ đầu năm đến nay có 4.920 ý tưởng được đăng tải. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Đoàn Sơn La đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Sơn La tổ chức chương trình phát động chiến dịch tập huấn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19. Kết quả thành lập 468 đội hình với trên 3.700 tình nguyện viên hướng dẫn cài đặt khai báo y tế với trên 20.000 lượt người thông qua phong trào đã khuyến khích đoàn viên thanh thiếu nhi phát huy sáng kiến ý tưởng sáng tạo góp phần tăng năng suất chất lượng hiệu quả trong học tập công tác lao động sản xuất kinh doanh từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm tinh thần cống hiến của tuổi trẻ xây dựng quê hương ngày càng phát triển Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xảy ra sự cố về xe kinh doanh hợp đồng chở học sinh bị rơi cửa tại huyện Sông Mã đã làm một học sinh tử vong, phóng viên Đài Phát thanh truyền hình Sơn La đã có cuộc phỏng vấn với ông Bùi Trọng Thắng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sela để tìm hiểu về công tác quản lý xe kinh doanh hợp đồng chở học sinh. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Thưa ông thì từ đầu năm thì về phía Sở Giao thông Vận tải đã có chỉ đạo như thế nào đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hợp đồng trên địa bàn tỉnh Sê-la? Ngay từ đầu năm thì Sở Giao thông Vận tải rất quan tâm đến uh, uh, nội dung về công tác vận tải hành khách nói chung, đặc biệt là công tác uh, vận tải hành khách theo hợp đồng hướng dẫn giả soát tra cứu các cái phương tiện hết niên hạn sử dụng và quá thời hạn đăng kiểm để lựa chọn các đơn vị vận tải đảm bảo điều kiện đặc biệt là đối với loại hình vận tải hợp đồng đưa đón các cháu học sinh đến trường để các huyện các sở ngành các trường học nếu có nhu cầu hợp đồng phương tiện vận chuyển tra cứu biết được tuổi của phương tiện biết được hạn đăng kiểm của phương tiện và biết được phương tiện có phù hiệu vận tải hay không trên cơ sở đó đúng quy định của pháp luật thì chúng ta mới ký hợp đồng à, thưa ông qua sự việc đáng tiếc vừa rồi thì về phía sở giao thông vận tải tỉnh Chà La có đề nghị đối với cái đơn vị sử dụng loại hình xe hợp đồng đưa đón học sinh đến trường để đảm bảo an toàn à, sau cái vụ việc đáng tiếc vừa rồi xảy ra trên địa bàn huyện sông Mã thì ngay khi nhận được cái thông tin về cái vụ việc đó, thì sở thông vận tải đã có văn bản yêu cầu đơn vị trực tiếp quản lý phương tiện 26B00701 là công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Phú An phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của huyện sông Mã để thăm hỏi và động viên với gia đình có học sinh bị nạn cũng như bị thương. Sở Thông vận tải cũng ban hành văn bản 3727 ngày 22 tháng 11 năm 2021 về việc tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát xe hợp đồng vận chuyển học sinh trên địa bàn tỉnh. Và đề nghị Sở Giáo dục đào tạo, Ủy ban dân các huyện thành phố và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng để tăng cường kiểm tra toàn bộ phương tiện đang thực hiện hợp đồng vận chuyển học sinh đến trường. Nếu các phương tiện nào không đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì đề nghị tạm dừng hợp đồng, các hợp đồng cũng như xử lý các vi phạm đồng thời gửi nội dung về sở thông vận tải để tiếp tục quản lý và xử lý. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng đã hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới, đang có chiều hướng gia tăng. Song với việc triển khai đồng bộ nhiệm vụ kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy của Bộ đội biên phòng trong thời gian qua đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, ghi nhận tại đồn biên phòng Trường On, huyện Yên Châu. Bản Suối Cút, xã Trường On, huyện Yên Châu, một trong những bản giáp biên trọng điểm phức tạp về tình hình ma túy. Năm 2020, chốt kiểm soát dịch bệnh ở bản Suối Cút được thành lập với mục đích kép đó là vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa tiến hành đấu tranh với các loại tội phạm bên kia biên giới. Cứ đều đặn, một ngày hai lần, các cán bộ tại chốt tiến hành tuần tra kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Cùng với đó là tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và vận động người dân không vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy qua biên giới. Chúng tôi cũng thực hiện là thành hai nhiệm vụ kép. Thứ nhất là phòng chống dịch COVID-19, thứ hai là tuần tra đường biên cột mốc phát hiện đối tượng uh, vượt biên sang Lào hai nữa là về uh, tội phạm ma túy thì ở bản Sư Cút thì diễn ra rất phức, phức tạp thứ nhất là vì đường đường biên giữa hai bên là rất gần nhau bà con nhân dân đi lại là cũng rất phức tạp chúng tôi cũng quyết tâm để ngăn chặn không cho các đối tượng thẩm lậu ma túy từ bên Lào sang Việt Nam tuyên thì hiện tại bây giờ là dân thì bây giờ nó nó giảm giảm so với những năm trước là uh, nhiều phần trăm rồi thì có nhiều sát bên rưỡi thì nó cũng ít là cũng không đi nữa thì nó quan tâm đến gia đình và làm kinh tế cho 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 gia đình là nuôi cho bò làm kinh tế để uh, giảm và giảm tỷ lệ hộ nghèo cho dân bản. Đồn biên phòng Trường On hiện đang quản lý trên 30 km đường biên. Trong năm 2021 đã triển khai các kế hoạch phương án đấu tranh phòng ngừa, từng bước ngăn chặn và khống chế nguồn ma túy từ bên kia xâm nhập vào địa bàn do đơn vị quản lý. Đảng ủy, ban chủ huy đồn biên phòng Trường On đã chỉ chỉ đạo rất quyết liệt đối với toàn thể anh em các đội, không chỉ riêng đội vận động quân chúng và tất cả các anh em đội khác để tổ chức tuyên truyền vận động bà con trên địa bàn chấp hành nghiêm các giải pháp để giảm bớt cái tệ nạn xã hội về ma túy. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và được sự hỗ trợ của nhân dân với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, từ đầu năm đến nay, đồn biên phòng Trường On đã phối hợp và trực tiếp bắt giữ 13 vụ với 21 đối tượng, tăng vật thu giữ một bánh heroin trên 25.800 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác có liên quan đảng ủy ban chỉ huy đội biên phòng chị oan đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong đó chú trọng công tác trinh sát đấu tranh phòng chống ma túy tội phạm đặc biệt đã triển khai thường xuyên lực lượng trên các chốt phòng chống covid vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống các hoạt động thẩm lậu ma túy qua biên giới qua đó có phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên giới đảm bảo kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển ma túy vào Địa bàn biên giới cũng như nội địa. Với quan điểm chống ma túy như chống dịch Covid-19, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, đồn biên phòng Trường On sẽ tiếp tục nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, trong đó tập trung vào các địa bàn biên giới, đồng bào ở khu vực giáp biên dễ bị tội phạm lợi dụng, tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm, góp phần làm trong sạch địa bàn, đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Châu vừa tổ chức lễ gắn biển nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Quang Thị Dom thuộc diện khó khăn tại bản Cát Lót, xã Trường La. Bà Quang Thị Do đang nuôi dưỡng 3 người con và 2 người cháu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, không có điều kiện làm nhà kiên cố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Châu đã trích quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ gia đình bà 20 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, cấp ủy chính quyền xã hỗ trợ 5 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con lối xóm, giúp bà Quảng Thị Giom hoàn thiện ngôi nhà cấp 4, rộng 100m2, lập tôn, đảm bảo sinh hoạt cho 6 người. Nhân dịp này, cấp ủy chính quyền huyện cũng tới thăm động viên và trao tặng vật phẩm thiết yếu cho gia đình cải thiện sinh hoạt hàng ngày. Sau đây là thông tin về không khí lạnh tăng cường. Ngày 29 tháng 11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Sơn do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trong từ 5 đến 7 ngày tới ở tỉnh Sơn La duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi, trời rét vùng núi cao và trung bình rét đậm rét hại. Từ đêm ngày mùng 1 tháng 12 nền nhiệt độ thấp nhất sẽ giảm mạnh phổ biến từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ và có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, mộc châu và vùng núi cao rét đậm, độ ẩm 50 đến 97%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 14 đến 23 độ. Thành phố Sơn La 12 đến 22 độ. Mường La 14 đến 25 độ. Mai Sơn 11 đến 22 độ. Yên Châu 13 đến 24 độ. Sông Mã 14 đến 25 độ. Bắc Yên 13 đến 22 độ. Phú Yên 14 đến 23 độ. Mộc Châu 11 đến 19 độ. Sóc Cộp 14 đến 25 độ. Vân Hồ 11 đến 19 độ. Thuận Châu 14 đến 23 độ.